À, xin giới thiệu với em một số linh kiện của sáp Inawa Tiger Canon 737 luôn nha. Thì nhất là cái da bơm. Đây là da bơm của sáp Inawa Tiger. Xài cỡ 19 ly, Canon 737 luôn, sáp Honest luôn nha. Đó. Anh em mua lẻ một cái cũng có, hai cái cũng có nha. Rồi. Thì da bơm mình nó có chữ sáp nè, thấy không? Hàng xịn nóng chữ sáp nè, đó. Còn này bộ ron. Bộ gòn thì nó gòn đầy đủ luôn nha, nó có lò xo BNB luôn. Em lưu ý là nó có lò xo BNB luôn. Gòn ngoài bình hơi là thêm 4 cái nó là được 6 cái. À, đó. Bộ gòn của Inawa Tiger nha. Gòn Inawa nó khác gòn Tiger là nó khác chỗ gòn lên nòng thôi. Còn này cái bầu hơi của sáp Inawa Tiger. Thì bầu hơi này là test sẵn rồi, test hơi sẵn rồi, anh em về gấp hồ xài thôi nha. Mua cái bộ hơi này nè, được tặng thêm bộ gòn sơ cua ở ngoài nữa. Để dành sau này xài luôn. Đó. Anh em mà không có sợ thì thiệt thòi nha, được bảo hành luôn. Rồi anh em cần alo số điện thoại này, anh em đăng ký kênh theo dõi nha, có sản phẩm mới gì mình đăng lên. Cảm ơn anh em.